Năm 2024 là năm dịch sởi có nguy cơ bùng phát theo chu kỳ 4 đến 5 năm một lần. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch sởi có khả năng bùng phát trên toàn cầu nếu người dân không có hành động kịp thời, nhất là tại các nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp trong nhiều năm qua. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 130 trường hợp mắc sởi trên cả nước, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng Long An cũng ghi nhận một ca mắc sởi ở người lớn. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tính đến hết tháng 5 năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng mỗi một bệnh sởi ở trẻ là 30%, với hơn 6.000 trẻ được tiêm trên tổng số hơn 20.000 trẻ đã được tiêm mỗi một, tính đến hết tháng 12 năm 2024. Còn tỷ lệ tiêm mũi 2 phòng bệnh sởi hiện đang đạt 34% với hơn 6.000 trẻ. Đã tiêm trên 18.000, tổng số trẻ cần được tiêm từ nay đến hết tháng 12 năm 2024. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chỉ đạo các trung tâm y tế yêu cầu các trạm y tế tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm ngừa sởi, đảm bảo việc tiêm bù, tiêm giác cho số trẻ chưa được tiêm vaccine sởi, đồng thời vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch.